Kỳ. Chứ ba nghĩ là Coca nằm vậy, Coca chiên giang dễ hơn, đúng không? Cái nhìn rõ. Ừ, cái nhìn rõ hơn, ghê lắm. Đâu, coi thử thử thách hay sao. Đây. Rồi, bây giờ nào, chú chi. Chú chi. 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 Chú chi. Ôi trời, ghê ghê ghê. Là ra cái gì? Túm đây là ra cái gì? Cái đậm đậm của bố. Cái gã bao chập lễ đậm. Cà chua trước cũng vậy. Vậy gì? Thứ ba nè. Sai. Sai luôn. Cái nấm nè. Đúng rồi. Nấm nó nằm bắt. Ôi trời ơi, ghê vậy. Còn ba một cái nữa. Cho luôn. Trời ơi, tới ke đó. Tới ke đó. Trời, cho ba luộc cái. Ô, đường gì hay vậy? Cái cà chua màu đỏ. Ô, ba đường cái nè. Ghê. Đúng rồi. À, ba thấy rồi. Ba ăn bắp. Ba ăn bắp. Còn cá ăn gì? Con cái này con măng khó ăn. Măng khó ăn. Măng khó ăn. Măng khó ăn. Cô trỏ vẫn còn sống, cô có biết ăn. Không phải củ đậu tỏi, phộng. Cái này đậu phộng ha. Đậu phộng vẫn còn sống. À, sống dạ không ăn hả? Được á. Rang ngon lắm á con, luộc ngon lắm á. Măng, măng. Ăn không? À, ăn được rồi gửi ra, đúng rồi, đúng măng rồi đó. Không thích măng cho bà. Ăn củ tỏi. Ồ, không đúng rồi. Bảy cà đây, vô ăn cái này món gì đây? Cái này là gì? Ba ăn cà tía cà chiếm. Cái cà chiếm. Cô cá ăn thịt đậu. Trời ơi, ăn đậu, ba ăn cái gì đây? Không ăn được rồi. Cái này gì? Chai giọt. Chai giọt. Em còn biết cái trái này không ăn đâu. Trái này trái gì? Trái tí vẫn còn sống. Bà. Sống không ăn hả? Sống thì mình nấu chín con. Nấu nhưng mẹ lâu. Đúng rồi, mình nấu là mình ăn ngon lắm.